Tin Toàn xin được chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Tinh Hoa Hội Tụ mùa thứ tư. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, chúng ta đến với đêm tranh tài thứ hai trong chủ đề Gió Lộng Bốn Phương. Những người nghệ sĩ chúng tôi mong muốn là với phần trình diễn của họ sẽ nhắc nhở quý vị về những chuyến đi của mình. Quý vị có nhớ là ở tuần trước những nghệ sĩ nào đã đưa chúng ta đi những nơi đâu không ạ? Và đó là những hình ảnh chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi lại. Xách ba lô lên và đi. Hãy để những làn gió bốn phương đưa đến những chân trời mới. Đó chính là tinh thần trẻ trung tươi mới mà các nghệ sĩ mang đến với Tinh Hoa Hội Tụ trong vòng thi chủ đề Gió Lộng Bốn Phương. Ca sĩ Lê Thu Uyên đưa mọi người về với phương Nam thời mở cõi. Diễn viên Võ Ngọc Tân biến sân khấu thành không gian dã ngoại mênh mông. Và nghệ sĩ cải lương Thi Nhung mang một phần hành trình cuộc đời của mình lên sân khấu. Hãy cùng chờ đón những màn tinh tài tiếp theo, đưa quý khán giả đến với những miền đất thân thương, nơi lưu giữ thật nhiều kỷ niệm và những giá trị tốt đẹp được lưu truyền. Hứa hẹn thật nhiều cảm xúc trong đêm thi hôm nay. Những chuyến đi tiếp theo đang chờ đợi tất cả chúng ta, nhưng người chờ đợi đang gặp gỡ tất cả quý vị chắc chắn là ban giám khảo của chúng tôi. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa và nghệ sĩ Ngân Quân. Chào mừng các anh chị quay trở lại với đêm thứ hai của Gió Lộng Bốn Phương. Khi mà mình ngồi đó mình nghe kể ba chuyến đi đầu tiên rồi thì có khiến cho chị Vân nôn nao, có mong muốn giống như chị chia sẻ ở tập đầu tiên là chị là người làm biếng đi du lịch. Thì bây giờ là chị bắt đầu có bớt làm biếng chưa hay là hết chưa? Bớt rồi. Bây giờ muốn đi. Cái đó là thực sự nha. Mình lớn tuổi cái tự nhiên giờ mình muốn tận hưởng hay sao á. Thích đi lắm. Tuần lễ đầu thấy các bạn giới thiệu những cái vùng miền của đất nước mình đó, thì mình thích quá. Dạ. Bây giờ còn thiếu vùng cao nữa thôi, không biết là sau đây là có vùng cao hay không. Có cao, đó. Muốn cao có cao. Nghĩa cũng thích đi vùng cao, giống như chị Vân á, bởi vì Nghĩa nhớ tập đầu tiên chị Vân có nhắc đến Hà Giang. Thì Hà Giang thì Nghĩa cũng đã từng có nhiều lần đến đó. Thì lần nào đi nó cũng để cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc luôn. Bởi vì có lẽ là Nghĩa may mắn khi Nghĩa đến Hà Giang vào những cái mùa mà rất đẹp trong năm. Vào những cái tháng mà hoa nở rất là đẹp, hoa tam giác mạch màu vàng á, cái hoa đó rất là đẹp. Tam giác mạch là nó màu trắng với màu hồng nhỏ màu vàng. Còn màu vàng là hoa cải. Dạ. Thôi mình kể với lời hoa thôi, hoa đẹp thôi. Dạ. Có một lần thì em được đi mà ngồi trên cao nhìn xuống là đi khinh khí cầu nữa đó. Mình bay trên khinh khí cầu mình nhìn xuống cả một cái vùng đẹp thật đẹp luôn á, cho nên là cũng mong muốn rằng là trong đêm nay mình sẽ được đi đến vùng cao. Chị rất là hào hứng luôn á. Đi vùng cao nữa không? Đúng rồi, đi vùng cao nữa. Ủa, vùng cao luôn hả? Bây giờ chị hết sông nước chị muốn lên vùng cao hả? Đó, tại vì đi vùng cao để khám phá những gì đẹp nhất của đất nước mình đó. Và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có những chuyến đi thú vị khác nữa trong ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị và xin mời. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục bắt đầu những chuyến đi nữa. Khi chúng ta nói về những chuyến đi, không chỉ là chúng ta đi khắp những vùng miền ở trong đất nước của mình, mà người nghệ sĩ còn mong muốn chuyển tải nỗi nhớ của họ. Khi xa quê hương, họ nhớ về nơi chôn nhau, cắt rúng, nhớ về những kỷ niệm yêu thương. Đó sẽ là câu chuyện của người ca sĩ sau đây. Hãy cùng chào đón Hoài Anh Kiệt. Gió u buồn, biết nơi xa đó có gì vui hơn. Riêng tôi ở môi tơ lòng vẫn vương. Anh Kiệt, hứa dẫn người ta đi tham quan Melbourne. Anh quên. Trời ơi, quên nữa. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị hết trơn rồi nè. Ok, sẵn sàng chưa nè? Sẵn sàng. Anh sẽ cho em đi tham quan tất cả các nơi tại Melbourne. Chỉ lo là em không có đủ sức đi thôi. Em đủ sức, anh đi tới đâu thì em đi tới đó. Đi. Dạ đi.
Sẵn sàng chưa nè? Sẵn sàng. Chào mừng em đến thành phố Melbourne. Anh đang đi học và làm việc nơi đây cũng lâu rồi đây. Mùa hè rất nóng, mùa đông lạnh lắm cơ. Nên khi ra đường em nhớ mặc thêm áo ấm nghe chưa. Chào mừng em đến thành phố Melbourne. Người dân nơi đây là đa sắc tộc khắp nơi trên thế giới. Làm việc chăm chỉ, không có ngủ trưa. Đến khi nào mệt thì nói với nhau câu Hayaka. Hayaka tức là một câu nói của người địa phương, có nghĩa là làm việc chăm chỉ lên nào, cố lên. Hayaka. Nếu có thời gian, anh sẽ đưa em đi khắp nơi. Không khí trong lành và thật nhiều danh lam thắng cảnh. Nếu có thời gian, anh sẽ đưa em đi khu trung tâm. Ăn món ăn địa phương và mình cùng mua sắm nghe em. Yeah. Wow. Chào mừng em đến thành phố Melbourne. Động vật nơi đây và con người sống hòa thuận với nhau. Chim bay ngang tầm mắt, anh thích nhất là gấu koala. Chuột túi kangaroo, chúng thường hay đùa giỡn với nhau. Nếu có thời gian, anh sẽ đưa em đi khắp nơi. Không khí trong lành và thật nhiều tranh lam thắng cảnh. Nếu có thời gian, anh sẽ đưa em đi khu trung tâm. Ăn món ăn địa phương và mình cùng mua sắm nghe em. Yeah. Chào mừng em đến thành phố Melbourne, Australia. Thích thiệt đó anh ơi. Nhưng mà em thấy đi chơi em vui, chứ anh không có vui. Vui chứ. Anh không có vui. Trời, em thấy hả? Đi tới chỗ kia cái anh nói phải như thời gian này, về Việt Nam thì vui biết mấy. Rồi ăn cái món này, cái anh nói nhớ món ăn Việt Nam quá à. Em hỏi thiệt nè, anh nhớ quê lắm phải không? Anh nhớ, nhớ lắm. Vậy bây giờ nếu mà được về Việt Nam thì anh muốn đi đâu? Nghe nó nghe nè. Mơ ước của anh á là được đi khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Nhưng mà trước tiên anh có một cái dự tính là sau khi về Việt Nam thăm ba mẹ nè, thăm bạn bè nè, rồi anh sẽ xin phép gia đình đi về quê ngoại một chuyến. Quê ngoại? Về quê ngoại là anh sẽ ôm lại những kỷ niệm thời ấu thơ, được tung tăng với bạn bè. Và anh muốn thực hiện một lời hứa. Lời hứa? Anh hứa gì? Hứa với ai vậy? Bí mật, anh không nói cho em nghe đâu. Khi nào về Việt Nam thì anh sẽ bật mí cho em nghe. Ghê lắm nha. Thôi được rồi, vậy bây giờ anh hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang đi về Việt Nam, đang đi về quê ngoại.
rằng anh đi giăng câu. Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu, anh có cây sào, anh chống ào ào, anh chống ào ào. Em hỏi anh giăng câu ra sao, anh thả mồi anh đi câu giăng. Anh đi câu giăng con cá nào ăn, con cá hàm mồi, con cá rồi đời, con cá nó rồi đời. Trời thành gió mát, cá cắn câu quẩy đuôi gọi nhau. Nửa đêm giăng câu, anh ngước lên có muôn gì sao. Đem thừa không đủ, che nắng mưa dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí teo, sóng gió lên phái quay về mau. Nói rằng anh vui sao không? Vui sao? Anh vui sao không, như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Sáo sổ lòng hả? Vậy em cũng sổ lòng theo anh luôn. Mình đi giăng câu thôi các em ơi. Đi thôi. Trời thành gió mát, cá cắn câu quẩy đuôi gọi nhau. Nửa đêm giăng câu, anh ngước lên có muôn gì sao. Rèm thừa không đủ, che nắng mưa dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí teo, sóng gió lên phải quay về mau. Nói rằng anh vui sao không? Vui sao nè? Anh vui sao không, như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Con sáo sổ lòng. Sáo lòng vui không? Sáo lòng vui. Giăng câu vui không? Giăng câu vui. Về quê vui không? Cảm ơn Hoàng Anh Kiệt. Trước tiên anh tạm hỏi là cái bài hát đầu tiên câu chuyện từ nước Úc mình nhớ về là em sáng tác. Dạ đúng rồi. Chủ đề chương trình là Gió Lộng Muôn Phương thì em cũng viết liền trong cuộc thi, cũng một phần nơi em đang sống làm việc. Trong câu chuyện mà bạn chia sẻ với cái bạn nữ á, mình nói là anh giữ một bí mật mà sao anh Toàn cũng chờ đợi hoài không thấy bí mật đó được bật mí. Dạ cho xin phép em bật mí luôn bí mật đó. Đó là em muốn thực hiện một lời hứa với một người anh. Đó là anh Tô Thanh Tùng. Cho xin phép Kiệt gọi anh Tô Thanh Tùng là anh, bởi vì anh là bà con với lại Hoàng Anh Kiệt. Thì anh có hỏi là biết em đi hát sao em không hát bài nào của anh hết trơn vậy. Nó nói anh ơi, nhạc của anh là mang màu sắc dân ca nè, bolero nè, em hát không có được. Nó nói hát đi, học được cũng được, hát chắc chắn sẽ được, hoặc là chế lại sao cũng được chứ, chắc chắn phải hát. Phải nói là coi như là 10 năm sau đến lúc này đã cho em có cơ hội được thực hiện đúng lời hứa của anh năm xưa là hát bài hát của anh lúc này. Đây là ca khúc Giăng Câu. Giăng Câu. Cảm ơn Hoàng Anh Kiệt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các vị giám khảo trong ngày hôm nay. Đầu tiên Toàn xin được mời chị Ngân Quỳnh. Em lên sân khấu em rất là có duyên luôn á. Chị nghe cái giọng của em, âm hưởng của cha, đó là chú Hoài Thành. Và cái sự diễn xuất của em rất là tinh tế, của mẹ là cô Đỗ Quyền. Và hình như cái máu nghề nằm trong người hay sao á. Khi mà em dàn dựng lên cái tiết mục của em á, chị thấy nó rất là chặt chẽ, rất là duyên dáng luôn. Em mang đến cho một cái năng lượng phải gọi là rất là tích cực và rất là ý nghĩa luôn. Phải gọi là cái tiết mục của em chị Quỳnh rất là thích, và nó hợp với cái giọng hát của em luôn. Dạ, xin được mời đại nghĩa. Đây là lần đầu tiên anh được xem em trình diễn trực tiếp tại sân khấu. Dạ. Trước đây đã từng xem em qua một số chương trình em tham gia rồi, nhưng dạ, mà đây là lần đầu tiên. Thì anh ấn tượng với em vô cùng là bởi vì một cái bóc dáng và một cái gương mặt rất là sáng sân khấu, rất là dễ tạo cảm tình với khán giả đó. Mặc dù cái bài Giăng Câu là một cái bài rất quen thuộc, nhưng mà tự nhiên khi thấy em diễn tới cái bài đó đó, anh bị xúc động. Là bởi vì em đã truyền tải được cái tâm hồn của một người con xa xứ.
khi mà quay trở về với quê hương của mình với những cái gì nó rất là bình dị, và em hòa nhập vào cái không gian đó, và chính cái điều đó, nó sự hồn hậu, cái sự dễ thương của em á, nó làm cho anh xúc động vô cùng luôn khi anh xem cái tiết mục này. Ở cái phần đầu của cái bài hát của em giới thiệu về cái nơi em đang sống và làm việc, em cho người ta thấy được những cái nét đặc sắc, cái văn hóa. Và anh thích nhất cái đoạn mà làm kangaroo, cái đoạn nó dễ thương lắm luôn á. Dễ thương. Tự nhiên mình xem cái đoạn đó, mình thấy giống như là một cái thể loại nhạc kịch, mà đó là một cái thể loại mà anh rất là thích và anh cũng có tham gia. Cho nên là khi xem cái phần đầu anh rất thích, nhưng mà qua đến cái phần sau á, nếu như em không giới thiệu với Đình Toàn, anh cũng không có nghĩ rằng là em chưa từng hát những thể loại dân ca trữ tình đâu. Anh thấy nó rất là phù hợp với em luôn, từ cái phong cách trình diễn nè, tới cái cách hát của em ở cái bài đó. Dù gì đi chăng nữa thì cái gốc của mình á, gia đình của mình vốn dĩ là những người làm nghệ thuật, là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, cho nên có một chút gì đó dòng nhạc, cái trữ tình, cái dân ca, cái quê hương nó đang chảy trong dòng máu của em. Chúng ta là những người Việt Nam thì dù đi đâu, dù làm gì, mình cũng nhớ về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Và em đã chuyển tải cái tinh thần đó rất là tốt luôn trong cái tiết mục này. Cảm ơn em. Xin được mời nghệ sĩ Hồng Vân. Cô Vân chỉ nói là đó, đến cái giai đoạn này rồi, thì hôm nay khi mà con nghe những cái ý kiến của các vị giám khảo khách mời là cô Vân cũng thấy vui luôn. Cô Vân cảm thấy là rõ ràng là mỗi một ngày anh Kiệt, người ta gọi là sao, bóc vỏ bưởi ha, nói chung là càng ngày càng dạng dĩ. Của anh Kiệt có nhiều tài lắm đó, nghĩa là sáng tác bài hát ha, mashup bài hát ha, dàn dựng cái tiết mục cho mình, rất là nhiều tài luôn. Và mới đầu thì là một cậu bé rất là nhút nhát luôn á, nhưng mà đến bây giờ thì rất là cởi mở từ phong cách, đúng không? Cho đến là với bạn diễn, thành ra cô chúc mừng con. Con cảm ơn. Xin được cảm ơn ba vị giám khảo. Và giờ là số điểm dành cho phần trình diễn của Hoài Anh Kiệt. Xin mời số điểm từ nghệ sĩ Đại Nghĩa, 9,75 điểm. Xin mời nghệ sĩ Ngân Quỳnh, 9,75 điểm. Và chúng ta sẽ chờ đợi số điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân. Chúc mừng Hoài Anh Kiệt. Hãy đến với phần trình diễn tiếp theo. Một người nghệ sĩ, một cô gái nhỏ nhắn nhưng luôn luôn mang đến rất nhiều những điều bất ngờ. Và ngày hôm nay, ta nghĩ là cô ấy không còn nhỏ nhắn như vẻ bề ngoài nữa, mà trở nên mạnh mẽ để dấn thân vào chuyến đi của riêng mình, chuyến đi về phía ban mai để khép lại quá khứ và mở ra thật nhiều điều tốt đẹp ở chân trời mới. Hãy cùng chúng tôi chào đón phần trình diễn của Cẩm Ho. Trường của em bé nằm ở giữa rừng cây. Cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay. Hương rừng thơm đồi trắng, nước suối trong thầm thì, cỏ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi. Giỏi. Vậy là ngày hôm nay tất cả mọi người đã nhớ bài cũ hết rồi. Chúng ta chuyển sang bài mới nha. Dạ thưa cô. Bạn Ivan có chuyện muốn nói với cô. Món này dạ không có cô. Dì Hà Rong mới có chuyện muốn nói. Ôi, cái thằng này. Dạ đúng rồi cô. Dạ tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ cái chuyện mà tôi muốn nói với cô đó là Ilo có chuyện muốn nói với cô. Hỏi đi con. Ủa sao ai cũng đẩy cho con hết vợ? Trời ơi, thì con nhỏ tuổi nhất lớp, con nói đi. Ilo nói đi. Đúng rồi đó. Ilo, có chuyện gì muốn nói với chị? Đúng rồi đó. Hả? Em có chuyện gì muốn nói với chị? Nói đi Ilo. Nói đi. Dạ, chúc cô giáo ban mai ngày nhà giấy Việt Nam vui vẻ. Dạ không mọi người ơi, em không phải là cô giáo. Cũng như là em đã nói với tất cả mọi người ở đây nhiều lần rồi, em chỉ là một người từ phương xa tới đây, yêu mến mảnh đất này cũng như rất là quý mọi người, cho nên em chọn ở lại và chia sẻ con chữ tới mọi người thôi, chứ em không phải là cô giáo. Không chịu đâu. Cô giáo ơi, cô giáo quên rồi, cô giáo đã từng dạy tụi tôi là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Từ ngày cô giáo lên đây á, cô giáo đã dạy cho tụi tôi biết rất là nhiều chữ, cho nên cô đúng là cô giáo của tụi tôi mà. Cô nhận đi cô. Nhận đi cô. Dạ rồi. Vậy thôi em nhận. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ. Cô ơi, bữa nay á là ngày vui của cô, hay là mình đừng học nữa? Chứ mình làm cái gì bây giờ? Bây giờ mình liên quan đi cô. Yeah.
cứu con đi con. Nhanh lên nè cô. Nhảy đi cô. Nhảy đi cô. Cô nhảy đi cô. Nhảy đi cô. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Trời ơi cô biết nhảy. Trời ơi. Nhảy đi. Giáo ban mai. Ủa ai vậy? Ý ai vậy? Đây chắc chắn là bạn của cô giáo ban mai rồi. Ôi, lần đầu tiên mới thấy người quen của cô giáo lên thăm cô giáo á. Đúng vậy, người quen lâu ngày chưa gặp. Hả? Thanh mèo, mày có biết tao tìm mày cực khổ như thế nào không? Cậu ơi, cậu có nhầm lẫn gì không? Chứ cô giáo ban mai của tụi tôi cổ hiền lành dữ lắm. Cô còn thương con nữa. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô giáo sao? Cái gì vậy? Mày. Ê, cô giáo nè. Ủa? Cô ơi, cái này là sao vậy cô? Trên báo. Sao kỳ kỳ vậy? Chết rồi. Gì vậy? Cô, ủa? Đi thôi đi. Ai? Thôi. Anh Sơn, tôi năn nỉ anh luôn đó. Anh buông tha cho tôi được không? Tôi đã trả giá trước pháp luật rồi, anh còn muốn cái gì ở tôi nữa? Con thanh mèo ngày nào kề dao vô cổ tao, bây giờ nó khác vậy sao? Phải, tôi đã từng có một quá khứ sai lầm. Nhưng tất cả những chuyện đó đã là chuyện cũ rồi mà anh Sơn. Nhưng vết sẹo trên vai tao vẫn còn. Tao đã thề với lòng, tao mà kiếm được mày, đừng hòng mà sống yên ổn. Tôi tin anh đó, anh buông tha cho tôi đi. Muốn yên phận hoàng lương hả? Không có dễ đâu. Mày đứng gì cho tao? Anh buông tha cho tôi được chưa? Kể từ bây giờ, tôi và anh không còn quen biết gì nhau. Anh nhớ chưa? Nghe. Dừng lại! Các người không được đụng tới cô giáo của tôi. Nè, mọi người, tôi báo cán bộ rồi đó. Người ta đang trên đường tới đây đó. Đi! Đi! Cô giáo. Cô. Tôi xin lỗi mọi người nhiều lắm. Vì
vì suốt thời gian qua tôi đã không nói thật về quá khứ tù tội của mình. Chắc là mọi người thất vọng về tôi lắm đúng không? Nhưng mà mọi người ơi, tôi yêu quý mảnh đất này là thật. Tôi quý mến tất cả mọi người ở đây cũng là thật. Hơn 6 năm tôi ở trại giam, tôi đã được đi học. Khi mà biết chữ, tôi mới nhận ra rằng, à, thì ra mình cũng có ước mơ. Đó là mang con chữ đến với những người cần. Tôi chọn cái tên Ban Mai là tôi mong muốn được khép lại quá khứ đó mãi mãi. Tôi sẽ có một cuộc đời mới, ở một chân trời mới. Nhưng có lẽ điều đó là không thể. Tôi xin lỗi mọi người. Xin phép mọi người. Tôi đi. Ủa cô ơi, mà cô định đi đâu vậy? Chị cũng chưa biết là mình phải đi đâu nữa. Nhưng chắc là chị phải đi khỏi nơi này để trả lại sự bình yên cho tất cả mọi người ở đây. Cô giáo ơi, tôi ít học, cho nên là tôi nghĩ gì tôi nói đó nghe. Quá khứ là chuyện mình không thể nào thay đổi được. Quan trọng là hiện tại với tương lai kìa. Mà hiện tại bây giờ nghe, đối với tụi tôi cô rất là tốt. Với lại tôi, rồi mấy đứa nhỏ ở bản làng này rất cần cô. Cho tôi mơ những thiên đường đã mất bằng những con tim sẻ chia. Gieo yêu thương giữa nhân gian rộng mở, hạnh phúc như đang tìm về. Gieo yêu thương giữa nhân gian rộng mở, hạnh phúc đang ngập tràn nơi đây. Với chủ đề này thì mỗi người nghệ sĩ họ sẽ kể những cái hành trình khác nhau. Và hành trình của em thì mình đúc kết lại là hành trình gì Cẩm Hòa? Dạ, hành trình làm lại cuộc đời. À, chứ phải hành trình đi đánh lộn. Thế đánh qua đánh. Em bị đánh. À, rồi em có đánh người ta không? Dạ không, nãy em giỡn hết à. À, nhưng dạ. Mà cho anh ta hỏi là hồi nhỏ tới lớn có bao giờ em có phải làm cái gì đó mà phải đụng tay đụng chân với người khác không? Dạ chưa. Hồi nhỏ em đi học em hay bị mấy bạn ăn hiếp. Tại sao? Em không biết nữa, chắc cái mặt không có thiện cảm. Trời ơi, nói với em anh nghĩ bị đánh chết luôn đó. Nặng lời với anh nha. Không, tại cái vụ mà mặt không có thiện cảm thôi. Là tại người ta nhìn mặt chứ ở trong tốt lắm. Dạ dạ. À, đúng là bất ngờ với Cẩm Hò. Bởi vì khán giả vẫn thường quen thuộc với hình ảnh của Cẩm Hò là một cái vai diễn hài hước vui nhộn. Dạ. Tự nhiên bữa nay thấy Cẩm Hò diễn một cái vai nó có chiều sâu, nó có nội tâm, rồi bên cạnh đó có hành động nữa. Thì đây là một cái điều mà em làm mới bản thân mình cho khán giả. Thì đó là một cái điều anh rất là ủng hộ, luôn luôn làm mới mình mỗi ngày. Ngày nay anh đã thấy em khác so với rất là nhiều những cái vai diễn quen thuộc từ trước đến giờ, thì đó là một cái điều rất là đáng hoan nghênh em rồi. Và em làm rất là tốt, chứ không phải là mình chỉ nói rằng hoan nghênh là bởi vì dám làm. Không phải, dám làm mà còn làm được nữa kìa. Nguyên một cái màn vừa rồi, mặc dù mình biết đó chỉ là hành động trên sân khấu, nhưng mà nếu như bây giờ một bạn nào mà không có kỹ năng về hình thể đó thì cũng sẽ rất là khó. Nhất là những cái động tác mà bay lên kẹp cổ, những động tác nó mới lắm. Và cái câu chuyện của em kể về vùng cao, nó mang một cái màu sắc nó đẹp. Với cái trang phục như thế, với cái âm nhạc cái thế nổi lên thôi là tự nhiên mình thấy sao xuyến rồi. Chỉ có một cái điều thế này, ước gì cái nhân vật mà cái cô giáo này của em, cô giáo Văn Mai nè, ở cái phần đầu câu chuyện á, cho người ta thấy được cái vai trò của cô đối với dân làng này nhiều hơn. Chính vì thế, ở cái phần sau của câu chuyện á, anh cảm giác là nó chưa có đủ cái đầy về cái mặt cảm xúc. Nếu như ở phần đầu mình tô đậm hơn một chút thì phần sau nó sẽ càng hấp dẫn hơn rất là nhiều. Nhưng mà dù sao phải nói rằng rất là thán phục em, bởi vì có một cái màn lột xác khá là ngoạn mục. Dạ em cảm ơn anh Nghĩa nhiều. Đó thì ở đây vậy nè, nói chung những gì anh Nghĩa nói là cô hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà cô chỉ tiếc chút xíu thôi là như vậy. Tức là ở đây á, muốn đưa một cái sở đoạn của Hò ra là lúc mà con đấm, con võ thuật. Nhưng mà nó bị gì á, Hò biết không? Bởi vì nè, con nhỏ, con ốm nhỏ xíu à, mà năm ông kia ông nào ông ấy bự gần như gấp rưỡi con luôn. Mà bây giờ lại để con bách chiến bách thắng thì nó bị khiên cưỡng quá. Cho nên rằng theo cô thì ví dụ chỉ một hai người là con còn có thể ra bộ được thôi, rồi sau đó là con bị quánh.
con bị quánh mà lê lết luôn á. Cái kiểu vậy á, thì đang như thế thì mọi người chạy ra, trong đồng bào á, người ta chạy ra thì cái hình ảnh nó sẽ bị thốn tim mà nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, mà người ta tin được. Cuối cùng bị cái bàn tán cái lưng đó chị. Thì đó, nhưng mà cái đó nó bị muộn rồi, đúng không? Để cuối cùng mà lúc mà Tâm Anh là cái người mà đập cái bàn vô con, đó là con gục luôn, là lúc đó con bị tụi nó hành hạ. Rồi đồng bào ra luôn, là khóc chết luôn. Ý kiến của chị Vân Ngân là con nên đánh ít thôi. Dạ. Đánh ít mà nó lại chất lượng, hồi nãy con đánh quá nhiều luôn. Đó, rồi thành ra là càng thêm mệt mình, mà lại càng không có hiệu quả nhiều nữa. Mình là diễn viên thì nên chú ý dạng đẹp phục trang và cái thần thái, mặc cái đồ cho nó gọn gọn một tí để ngồi mình vô đánh võ rất là đẹp. Cái quần này cũng được, nhưng mà cái áo sơ mi. Dạ, khi mà con bật qua một cái thần thái của một cái nữ cường nhân đó, thì đó, nó thấy rõ liền. Còn hồi nãy bị thấy lòng cộng, vì vậy thấy cái thần thái của con đánh võ còn hơi bị hoang mang một tí. Nhưng mà cô phải nói là con phát âm rất hay. Cái giọng của con á, phát âm cô đã xúc động ngay từ lúc mà con nói với lại dân làng á. Phải nói là một diễn viên kịch là giọng nói rất là quan trọng. Mà giọng nói của con, cái phát âm của con phải gọi là đã động tới trái tim của cô. Dạ, cảm ơn cô. Và bây giờ là số điểm dành cho Cẩm Hòa. Xin mời nghệ sĩ Ngân Quỳnh. 9,75 điểm. Xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa. Dám thử thách mạo hiểm với chính mình và làm được những gì mà mình đã nghĩ ra. 10 điểm dành cho Cẩm Hòa. Và chúng ta vẫn chờ đợi số điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân. Cảm ơn Cẩm Hòa. Chuyến đi cuối cùng sẽ được chuyên chở bởi chàng ca sĩ có giọng ca ấm áp. Và đặc biệt, anh ấy đưa chúng ta về với những làn điệu ngọt ngào từ giữa Mạc Tư Khoa, nghe câu hò nghệ tỉnh. Và đến đây, Đình Toàn nghĩ quý vị chắc chắn biết đó sẽ là chuyến hành trình được chuyên chở bởi ca sĩ Hoàng Nguyên. Mạc Tư Khoa, tôi nghe nghe câu hò nghệ tình, ơi câu hò sự sợ thầm đượm tình quê. Chiều mà Tư Khoa rừng dường như trầm lặng, mà nghe câu dặm răng hết giận rồi thương. Ơi câu hò quê hương em hát chiều ni, răng mà thương mà nhớ. Tiếng hát em vút cao, mây lặng lặng cuối đâu, điệu hò sông nước lưu luyến tình đất nước, gợi nên hình của bác lúc tìm về Lenin. Ngày xưa mẹ ru anh bằng câu hò sự sợ, điều vì dặm quê mình răng mà thương mà nhớ. Anh qua bao miền quê, điệu hò theo chân bước, chiều ní nghe em hát ơ. Mà bồi hồi con thank you.
rằng thương nhau cho trọn, rằng qua lần đần mới hiểu tận lòng nhau. Ơi câu hò năm nào em hát chiều ni, sao mà yêu mà quý. Hát nữa đi hơi em, cho vòng mãi đất trời điệu hò sông nước, sao xuyên tình đất nước nặng nghĩa tình sau trước với bè bạn năm châu. Ngày xưa người ra đi vì câu hò, vì dặm tìm khắp bốn phương trời con đường lên no ấm. Hôm nay trên đường đi sáng người theo chân bạc, càng ngắm vang câu hát cho thắm tình nước ngỡ. Với Hoàng Nguyên, nếu như anh Toàn hỏi là chuyến đi mà bạn nhớ nhất sẽ là một kỷ niệm như thế nào? Chuyến đi mà Hồ Nguyên nhớ nhất là vào năm 2009. Khi đó thì Hồ Nguyên đi theo đoàn đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh, có chuyến lưu diễn rất là xa và dài, cả một tháng là từ đây cho tới Điện Biên Phủ. Cái chuyến đi đó là Hồ Nguyên rất là ấn tượng trong sự nghiệp ca hát của mình, người Hồ Nguyên rất là yêu thích. Dạ. Vậy nếu bây giờ, nếu một nơi nào đó mà bạn muốn đi đến nữa thì nó sẽ là nơi nào? Có lẽ là nước Nga. Dạ, giống như bài hát mà Hồ Nguyên vừa thể hiện. Cảm ơn bạn. Và bây giờ mời bạn lắng nghe ý kiến của ban giám khảo trong ngày hôm nay. Xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa. Cái giọng của em hay quá, ấm áp mượt mà. Cái bài này anh nghe rất là nhiều giọng ca nữ hát rồi, nhưng mà ít khi nào anh nghe một ca sĩ nam hát cái bài này lắm. Cái giọng em vô nó hay, nó mượt mà, nó tình cảm vô cùng luôn. Chỉ là ở cái phần dàn dựng của tiết mục này á, anh chưa cảm thấy đã thôi. Thì với tiết mục này, anh chỉ hoàn toàn đắm mình trong cái tiếng hát của em thôi, chứ anh chưa được thỏa mãn với những cái cảm xúc và cái phần nhìn nó mang đến cho anh. Mặc dù anh ban đầu cũng khá ấn tượng, bởi vì cái hình ảnh của Moscow Mạc Tư Khoa đó ha, là trong cái mùa đông tuyết trắng, rồi hình ảnh của cái cây bạch dương nó màu trắng như vậy, và với một cái vũ đoàn mà lại mặc trang phục người Việt chúng ta, thì tự nhiên hai cái hình ảnh nó đối lập, nó tương phản với nhau, nó làm cái điều anh cảm thấy thích thú ngay từ đầu. Nhưng mà rồi sau đó nó lại không có một cái gì khác hơn nữa để làm cho anh tiếp tục được thăng hoa với cái cảm xúc của mình. Cho nên là thích cái giọng hát của em. Giọng hát em hát hay quá. Cảm ơn em. Ý của chị cũng y như Đại Nghĩa vậy đó. Có nghĩa là cái giọng hát của em vừa cất lên là chị nổi da gà liền. Phải gọi là lâu lắm rồi chị mới nghe lại bài này. Bài này hát rất khó chứ không hề dễ. Giọng của em rất là ấm áp, có rất là có tình cảm hát và chị nổi da gà luôn ha. Phải chi mà dàn dựng mà hay tí nữa phải gọi là hoàn hảo luôn. Chúc mừng em đã hoàn thành bài hát này. Nếu như cái bài này á, mà rơi vào những vòng đầu á, thì làm 10 điểm tròn luôn, xuất sắc luôn. Thực sự mà nói, giọng của Nguyên thì hát cái gì cũng hay hết trơn á. Không phải là dân ca hay là nhạc tình hay là bốp ballad, nói chung Nguyên hát cái gì cũng hay cả. Nhưng mà vấn đề là bây giờ mình vô tới vòng này rồi, thì đương nhiên là với cái bài này á, mình dàn dựng rất là khó, bởi vì đây là một cái bài mà nó rất là mang tính chất thiêng liêng thì mình sẽ rất là khó. Tuy nhiên khó nhưng mà không phải là không làm được. Giọng Nguyên cái này thì quá hay rồi, thực sự là quá hay luôn. Và bây giờ là số điểm dành cho phần trình diễn của Hoàng Nguyên. Xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa, 9,75 điểm. Xin mời nghệ sĩ Ngân Quỳnh, 9,75 điểm. Chúng ta vẫn chờ đợi số điểm từ giám khảo xuyên suốt của chương trình ngày hôm nay, nghệ sĩ Hồng Vân. Chúc mừng Hoàng Nguyên. Chào mừng 6 người nghệ sĩ chúng ta quay trở lại với sân khấu và cảm ơn những phần trình diễn của các bạn.
Và đây là lúc chúng ta sẽ biết được số điểm từ giám khảo Hồng Vân dành cho từng phần trình diễn của từng bạn, cũng như tổng số điểm mà chúng ta đang có ở vòng này trong chủ đề Gió Lộng Bốn Phương. Chúc mừng Hoàng Nguyên, bạn nhận được số điểm từ giám khảo nghệ sĩ Hồng Vân là 9,75 điểm và đang có tổng cộng 29,25 điểm. Thi Nhung, bạn nhận được 9,75 điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân và đang có tổng cộng 28,75 điểm. Chúc mừng Cẩm Hò, bạn nhận được 9,75 điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân và đang có tổng cộng 29,50 điểm. Chúc mừng Hoài Anh Kiệt, bạn cũng có 9,75 điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân và đang có tổng cộng 29,25 điểm. Lê Thu Huyền, bạn nhận được 10 điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân và đang có tổng cộng 30 điểm. Chúc mừng Võ Ngọc Tân, bạn nhận được 9,75 điểm và đang có tổng cộng 29 điểm. Như vậy là đêm nay chúng ta chúc mừng Lê Thu Huyền, bạn nhận được số điểm 30 điểm cao nhất ở vòng này. Chúc mừng Lê Thu Huyền. Và xin mời ba vị giám khảo chúng ta cùng bước lên sân khấu để cùng chia sẻ và cảm ơn niềm vui với các bạn ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, chương trình Tinh Hoa Hội Tụ do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng ZTR phối hợp thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chúng tôi gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau chúng ta cùng bước vào một vòng mới với chủ đề Hoán Đổi. Xin chào và hẹn gặp lại! Hoa Hội Tụ, một vòng thi mới lại đến và lần này sẽ là chủ đề luôn được chờ đợi tại các mùa thi, vòng hoán đổi. Với tất cả những gì đã thể hiện qua các vòng thi trước, vẫn còn đó những bất ngờ chờ được khám phá, những màn tranh tài độc đáo của các nghệ sĩ khi họ thể hiện những gì khác biệt nhất mà công chúng chưa từng được thấy. Niềm ái ân câu ước thề, nỡ quên sao đành trao em. Đàn bà hoa đá vì lòng thủy chung còn sắc son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền cho mai sau. Đón xem tập 13 Tinh Hoa Hội Tụ vòng thi hoán đổi vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.